Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình làm một cái clip ngắn để coi như là cũng thông báo cho các bạn về cái kế hoạch sắp tới của mình. Thì hôm nay là ngày cuối cùng mình làm việc ở tại dự án Sunshine Diamond River này. Thì do yêu cầu của công ty, sếp điều động mình sẽ đi dự án khác. Thì dự án này thì thời gian qua thì một số clip của mình cũng đã làm thì các bạn cũng thấy nó rất là chậm trễ. Thì cũng nhiều lý do, từ phía chủ đầu tư, các cái vấn đề liên quan thì đủ thứ làm cho dự án không có đẩy nhanh được. Thì mình cũng xem như là cố gắng hết sức rồi, không đi tiếp dự án này nữa. Thì đợi các sếp đã điều động mình đi dự án khác. Thì sắp tới mình sẽ cố gắng làm những clip của dự án mới sau khi mình nhận nhiệm vụ ở công trường. Thì các bạn chờ đón xem nhé. Ok, chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong thời gian qua.